À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totan Qua Tuyết Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của đế quốc Seleucid. Ở tập trước thì mình đã tiếp tục cái cuộc chiến với thằng Bactria và mình đã chiếm được hết tất cả các cái thành của nó rồi. Nó có một cái thằng đồng minh ở đây. Nó có hai thành thì thôi, mình giết nó cũng không có gì là khó. Kế hoạch của mình là vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát cái khu vực Trung Đông này. Có cái thằng này tự dưng nó cứ rổi quẻ, nó cứ đánh linh tinh với mình, tự dưng nó tuyên chiến mình. Nó thích thì nó cho thuyên thôi, nhưng mình cũng sợ đâu. Bây giờ thì vấn đề mình đang lo bây giờ là lương thực chứ không phải là mấy cái thằng vớ vẩn đấy. Mình đang không có đủ nhiều lương thực lắm. Nguồn lương thực của mình đang cạn kiệt. Còn có 32 lương thực thôi. Nói chung thì để mà chết đó thì chưa, nhưng mà ở cái mức này cũng là chúng ta bắt đầu phải tăng trưởng cái mức lương thực lên. Còn nền kinh tế của mình nói chung là ổn. Mình đang cố gắng phát triển và xây dựng cái quân đội ở đây để tuyển cái đội cung mạnh nhất đời cuối, và để có cái đội cung mạnh nhất ở vùng này sẽ được cộng thêm 10% sát thương nữa. Thì đây sẽ là đơn vị cung cực mạnh luôn. Rồi. Tình hình thế giới thì bây giờ cả thế giới nó ghét mình bởi vì là mình đánh nhau hầu hết các nước rồi. We have need of talk, I'm sure. You speak from deep wisdom. The gods would be displeased if I said yes. Thanh niên này. Be welcome and may Hermes bless your. Thanh niên này. We are not known as patient. Bắt thanh niên này làm chư hầu. Đệ mình đây. Vùng này có cái mỏ sắt. Nhưng hiện tại thì mình có hai cái mỏ sắt rồi nên mình cũng không cần tăng nhiều quá. Đây có một mỏ rồi. Bên kia một mỏ nữa, bên Ai Cập một mỏ, hai mỏ sắt rồi. Mình có đầy đủ các cái tài nguyên để mình phát triển rồi nên mình chắc cũng không cần phải chiếm đóng thêm. Mà thôi rồi, qua lượt đã để xem thằng Bactria nó vào nó đánh mình. Nó bị mất hết thành rồi, nó buộc phải đánh mình thôi. Không đánh à? Chạy qua. Cơn mưa ngang qua. Nó không chịu đánh thì mình sẽ đánh nó vậy. Chào đến đất của anh ạ. Bactria chết mất một thằng. Phe Bactria chết một thằng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu vào nhánh này để tuyển cái xe bắn đá mạnh nhất đời cuối lên nữa nè. Quân của chúng ta ổn rồi. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp lốt cái này lên để tuyển lốt lính mạnh nhất nào. Đây nữa. Sắp có thể tuyển được sĩ lính xịn à. Anh em cứ bảo là mình tuyển lính xịn đi anh, cũng phải từ từ chứ, nó phải lên công nghệ rồi, nó xây dựng công trình rồi. Rồi mua quân thì mới có, chứ còn làm sao mà tự dưng có ngay được, đúng không? Cứ từ từ. Mình cũng muốn có chứ, đánh kiểu gì mà chẳng phải tuyển quân xịn đánh nó mới sướng. Mà chưa phải lúc. Rồi. Đâu, thằng Bactria đâu? Bác hai quân đoàn sao đây à? Làm gì đấy cu? Ready for orders. For glory and honor. Mày hành quân à? Trận này tốt nhất là đánh tay bởi vì là đánh hai trận liên tiếp. À! Hai con voi húc nhau. Xem con voi nào thắng nào. Tướng của nó là tướng xạ kỵ có khiên kìa, mình rất thích cái đội kỵ đấy. Chỉ mỗi mình Bactria mới có đội kỵ đó. Hmm.
group ready! Battle group awaiting orders! Battle group ready and awaiting orders! Battle group ready! Đề phòng đứng sau này đi. Battle group awaiting orders! Battle group ready! Grouped and ready! Nào! Dám bác voi ở đây không? Bác voi ở đây anh lùa chết luôn. Nhưng mà để chắc chắn thì chúng ta cứ cho hầm trông bẫy đá ở đây, cho kỵ binh của nó hết khả năng di chuyển, hạn chế khả năng di chuyển kỵ binh của nó. Vận rơm, tường rào, rồi còn cái bên này à, ăn no tên nhá. Bắn luôn. The battle is turning in our favor. Xông vào cô. Nó được xông vào. Pikemen! Form phalanx! Pháo đâu? Voi của nó kìa. Ôi, mấy con voi của nó kìa. Ái chà. Không có lực để áp sát mình. Đến lượt voi của chúng ta. Ok. Tarantine Cavalry nó đứng ở đây để làm cảnh à, mà mình dám xông vào. Tarantine Cavalry của anh nằm cạnh à, úi dồi. Con voi điên này, ai chả. The enemy general is dead. Swords, your orders. Cái này. Lùa em ơi. Ôi voi chạy ra đây không kịp chết. Mấy con voi này còn không ăn được nổi mấy thằng kiếm nữa. Nói chuyện gì. Đợi cái binh của mình rồi. Lùa chết cho nó đi. Giết từng thằng một. Ủa, chết sạch từ lâu. Này easy, mấy con voi của nó cũng chả có gì ghê gớm lắm, bởi vì con voi đấy là voi đời đầu, voi chưa có giáp. Tướng của mình lên cấp à, quân đoàn này quá mạnh luôn. Cậu tấn công lính Speed. Thằng này thì nó có mấy đội cung tên. Nói chung đánh tay cho chắc. Giảm thương vong. Lần sau chắc nó sẽ lại mua được mấy cái thằng quân nổi dậy để nó lại đánh mình. Oh.
Battle group awaiting orders. Chuyến này phải lăn quận rơm phát cho nó vui. Nó không có nhiều kỵ binh lắm. Battle group awaiting orders. Battle group awaiting orders. Battle group awaiting orders. Trận này pháo có lẽ mình bỏ không, không đánh. Vì pháo đứng đang lấp đằng sau này, có khéo nó bắn chết con mình. Battle group awaiting orders. Tarantine cavalry. Tarantine cavalry. Oh, PK man. Pikemen. Tỏ là quá. Elephants. Mình chỉ sợ xe bắn đá nó lãi chết quân mình. Torax Pikeman, ready. Our general is under attack. Rồi, về hàng cũng ngay khu. At the double. Elephants ready for battle. Gì? Mấy con ngựa điên này làm cho gì đấy? Dùi. Nó rất đông ngựa. À, khôn chưa? Bạn móc chạy ra đằng sau để móc lốp pháo mình cơ. Khôn vãi lúa. Mày ăn cái gì mà khôn thế? Nhưng mà nó điên rồi. Mày điên là mày dám đánh nhau với tay. Phá pháo quay nha. Thằng ở trước bật pha lăng chưa? Pha lăng lên. Nó khôn chưa? Sao bản này mình thấy nó update lên nó khôn lắm. Khôn hơn rất nhiều so với bản gốc. Pikemen à? Pikemen à? Lên lên, khôn vãi triệu. À, mấy thằng Pikemen. Sao có lúc đó? Nó khôn thế, nó đánh tạt sườn con này của mình. Mày chết. Mấy thằng Pikemen này. Bị voi nó hút cho từ đằng sau, chết chưa? Chạy rồi. Mấy con ngựa này của nó. Kinh nhở. Mấy con ngựa này của nó gớm thật. Uầy. Mấy đơn vị cầm giáo của mình cũng bị thương nặng quá nhỉ? Ăn. Hit man này. À đây này. Ăn bọn này cho anh. Thử ngay mấy thằng Pikemen này của anh. Cho anh. Chọc từ đằng sau lưng nó. Đúng rồi. Chạy ngay mà. Swordsman! Forward! Ready for orders! Come on!
nó có Pikmin ở trận này, thương vong của mình nặng quá. Armored elephants. Chỗ này cứ để voi giải quyết. Già pha lăng thảo nào nó dám đuổi. Pha lăng này. Đúng rồi, nó có đội hình pha lăng. Đừng. Mấy con ngựa này điên này, đừng bắn vào voi. Ôi đừng điên, cái lũ điên này. Điên này, bắn vào voi nó nổi loạn lên bây giờ. Đừng bắn vào voi. Mấy con voi nó nổi điên lên thì không ai cứu được đâu. The men are wavering. Nó đây. Voi đâu rồi? Nó đây. Tarantine cavalry. Sẽ thằng nào chạy trước. Our men flee the field of battle. Đội kỵ của mình chạy trước à? Tướng nó mạnh hơn. Voi chậm quá nhỉ. Xạ kỵ. Đợi vài lượt với anh mua nguyên Katapak đánh cho chúng mình. Không biết thế nào là kỵ binh của Trung Đông, của phương Đông. Mày chạy à? Chạy đi vào mắt à? Xả. Chạy đi đâu? Chạy lên quận à? Tarantine Cavalry. Mày chạy vào mắt à? Sổ lồ. Chạy vào mắt à? Mình vẫn phải cần cái đội Tarantine này. Trừ khi mình có công thủ mạnh, xạ kỵ mạnh. Pachia đã bị tiêu diệt. Ready for orders. Faster, damn you all. Rồi, rút quân về đây. Pachia đã bị hủy diệt. Rồi. Lượt tiếp theo chúng ta sẽ tấn công lên. Đâu rồi? Thằng quỷ gió chạy đâu rồi? Ready for battle. Lại rút về đây. Lại phải vài và bảo vệ. Bác cha đã bị tiêu diệt. Bây giờ thì cả thế giới nó ghét mình bởi vì là chúng ta quyền lực quá mạnh. I am honored to receive this embassy. Chúng ta đang có một cái quyền lực quá mạnh. Có vẻ như thằng Rome và thằng này đang không ưa nhau. Nếu như mình không nhầm đó, đang không ưa nhau. Tốt rồi. Sau đó cứ qua lượt đã. Tình hình cần đâu đến đó, chúng ta cứ từ từ thôi.
We demand only a modest weight of coin. My master. Được rồi, thôi mình sẽ hòa bình với thằng này đã. Mình sẽ hòa bình với thằng này đã, để không phải suốt truy đuổi nhau mệt hết cái chỗ đấy. Lại trừ 2 public order. Giờ này thì thực ra cái trừ public order mình cũng không sợ lắm nữa. Trung thành các phe khá cao. Bởi vì lãnh thổ chúng ta public order bây giờ khá tốt. Rồi, thằng này phải không? Phút xạ kỵ à? Ai chà, vùng này khả năng dễ nổi loạn, thằng bác cha khôi phục được đây. Vùng này thì êm xuôi rồi. Xem có công trình nào xây dựng được thì xây đã. Đây rồi, sắp tuyển được cung thủ đầy cuối rồi. Chưa được, cái kia chúng ta cần cái công trình. Đã hết lương thực. Đâu rồi, nhà lính. Bốn lượt nữa chúng ta sẽ tuyển được đội ăn thằng này đã. Mà vùng này đang nổi loạn. Cho quân đoàn ra đánh nhỉ. Quân đoàn này còn khỏe đây. Luân chuyển cán bộ. Tốt rồi. Tạm thời mình giữ một cái mối quan hệ hòa bình ở đây đã. Chiến tranh nhiều cũng không hề đơn giản. Greetings, friend. 16.000 ký hiệp ước. Thanh niên này. I will do you the honor of list. Thanh niên này hổ báo nhỉ. Cắt đôi lãnh thổ của thằng này cả. Liệu có ăn được không? Ai rồi. Sắp đánh nhau rồi. Thằng La Mã với thằng Zero này, hai thằng này sắp đánh nhau rồi. Mặt đỏ cái rực này rồi. Chúng mày cứ đánh nhau đi. Anh cứ giải quyết cái khu vực Trung Á này đã. Mình đánh hết Trung Đông rồi. Bây giờ đến Trung Á. Giải quyết xong khu vực Trung Á thì chúng ta mới có thể. Cái gì đấy? Cộng 10% thu nhập từ tất cả các vùng. Tốt, tin tốt. Ba lượt nữa. Chị An đang tăng trở lại. Được cái các cái vùng này nó ảnh hưởng của văn hóa phương Đông à. Văn hóa Hellenic chưa được tăng mấy. Sabotage. What? Chứ nó mới chơi phòng thủ trận này hết mệt đấy nhá. Bởi vì là chúng nó toàn xạ kỵ này. Nó chơi toàn xạ kỵ thế này hay mệt mình rồi. Thực ra mình có thích đánh công bằng thôi chứ còn. Sau một lượt nữa nó không tấn công nó sẽ bị mất thành à. Chưa hồi được. Cộng 11.
Thế giới không yên ổn tí nào. Liên tục có các phe phái mới ra đời. Một thế lực mới đã phát triển lên đến đây. Để mà đánh vào đây thì chắc là chưa dám, nhưng mà làm loạn thì vẫn có thể. Chúng ta bắt đầu phát triển hải quân rồi. Lên đây nữa. Chuẩn bị phát triển hải quân á. Bắt nó phải công mình phát á. Gì? We have simple needs. Thằng này nó bị điên rồi. Mày nghĩ tiền của anh là lắm ít à? Our struggle will end badly and with little honor for anyone. My elders suggest peace. What say you? Nó buộc phải đánh ra đúng không? Mà đánh nhau bọn xạ kỵ này mình hơi khó khăn. Chứ là đất của mình lại không có cái chỗ đồi núi nào cái này. Rất rét mấy thằng xạ kỵ này. Rất ghét mấy thằng xạ kỵ. Nó có toàn xạ kỵ này, mình không có phương án nào. Chưa có phương án nào chống voi thì bất lực. Voi thì không thể làm gì hơn là đứng nhìn. Cung thủ của mình thì cũng khá đấy, nhưng mà trận này chúng ta không có được cái lợi thế như mà ở cái trận trước. Chúng ta có một cái gò đồi. Trận này thì chúng ta chỉ trông chờ vào. Ready for orders. Your orders. Troops awaiting orders. Korak swordsman! Battle group awaiting orders. Our orders. I'm the cool. These Germans have no idea of decency or honor. They believe. Enemy reinforcements approaching. Tiếp viện nó vào đằng sau à? Mấy cái thằng Trung Đông này tiền thân của Hung Nô sau này đấy các bạn ạ. Nó ở cái vùng Capcast này. Mấy cái thằng này này, tiền thân của các bộ tộc Du Mục sau này. Nói đến xạ kỵ thì Bác Chia chưa ăn thua mấy bọn này đâu. Bác Chia nó chỉ mạnh với sốc kỵ thôi. Katapak. À đúng rồi. Bác Chia và Bác Chia đều vậy. Còn nói về xạ kỵ là phải nói đến cái bọn này này. Mày đúng rồi, đã chết bớt ngựa rồi. Bọn cận chiến thì mình lại không hề sợ. Bọn xạ kỵ thì thực sự là mình không có phương án nào nếu như không có đồi núi để bảo vệ. Pháo của mình cũng có thể giết được một phần đó, nhưng mà về lâu về dài vẫn phải có những đơn vị chuyên dụng mới có thể chống được bọn xạ kỵ này.
các binh đoàn La Mã của người giàu nhất trong lịch sử La Mã, Marius, đã đứng, chỉ còn biết đứng nhìn xạ kỵ của Phasia tiêu diệt đánh cho đến chết. Rồi chúng nó bắt đầu tiến lên theo cách cũ. Và mình thì không có phương án nào để chống đỡ. Our hidden units have been discovered. Advance at speed. My lord. We await your command. Loose. Bắn vào xạ kỵ đó. Bắn vào là chết hẳn ở đấy, không nào vỡ mồm đấy. Bắn tướng vào trước để giảm tinh thần. Rồi là bọn rooftop archer này, bọn dã man CJ. Chúng ta có Talantin. Our general is under attack. Trời ơi. Không phải xoắn bọn này. Bọn này thì không phải xoắn. Mấy con ngựa của nó thì không phải xoắn. Rồi. Mấy con ngựa nó thì không đáng sợ đâu. Chúng ta có Tarantin Cavalry. À hay quá, cho nó áp sát rồi. Nó áp sát rồi. Rồi, bắn chết thằng tướng của nó là xong. Thương nặng thế. Sao thương nặng thế. Con mẹ nó. Voi của mình bị điên đến nơi rồi. Đấy, nó bắn tên lửa vào voi của mình á. Voi mình sắp bị điên rồi. Điên thì cũng phải được. Cho nó đứng xa xa là không thì voi chết con mình. Ôi. À ôi, kỵ binh của chúng ta này không ăn nổi kỵ binh nó. Phái trưởng thật, kỵ binh nó mạnh quá. Vãi. Không thể ăn được đâu các bạn ạ. Đây, voi ăn cái bọn này. Cái bọn ngựa cận chiến thì mình lại không sợ lắm. Không ăn được bọn này. Không ăn được bọn này. Cứ bình tĩnh đi. Chúng nó cũng hết đạn đến nơi rồi. One of our units has used all its ammunition. Mấy con ngựa này liều nhỉ. À, nó hết tên rồi. Nó hết tên rồi. Cố lên em ơi. Tarantin Cavalry. Bắn chết mấy con xạ kỵ nó đã. Có vẻ nó cũng hết tên rồi. Lùa. Hết tên rồi thì mình ăn được. Ôi vãi trưởng. The battle is turning in our favor. On me! Advance! Fellow infantry at your command. Hold your turns! Find your target! Mỗi đội voi của mình là chiến lì nhất luôn. Missile armed riders. Chúng ta không có các đơn vị quân để có thể chống được xạ kỵ. Xạ kỵ của Trung Đông chưa? Tiền thân của Attila sau này. Attila được sinh ra từ đây, khu vực này. Và sóc kỵ của chúng nó cũng thuộc dạng đỉnh, không kém gì xạ kỵ. Rồi, chúng nó có vẻ bắt đầu dã đám rồi, chúng ta bắt đầu có cơ hội thắng. Các bạn thấy không? Nhưng mà voi của mình trận này làm ăn được đấy. Mày à,
lùa anh à. Ôi. Pull back. Shots. Pikeman. Thủ đó. Bắn chết thủ nó đi. Còn tí tên là bắn lốt đi. Ballista. Pull back, swordsman. At speed. For glory. À đây. Mấy con ngựa của nó bị điên, chạy vào đây bị sập hố. Chết. Armored elephants. Engage. Kỵ binh của nó thì mình không sợ, kỵ binh cận chiến thì mình không sợ. Voi quật chết ngay. Úi giời, voi quật nặng ngã ngửa ngựa luôn. Chưa chết một con voi là luôn. One of our units has used all its ammunition. Voi của mình lì chán. Xong rồi. Các bạn thấy biết thế nào là xạ. Xạ kỵ à. Xạ kỵ vãi trưởng luôn đấy. Đừng đùa. Quân của chúng ta mạnh như thế. Đánh bạc mà còn đánh thất bại. Rồi. Bọn lúc hot đang chơi để kinh lắm. Nó là xạ kỵ đời cuối mà. Our men flee the field of battle. Ủa chạy hết à? This is a shameful display. Thế nào mà mấy thằng bộ binh này không ăn nổi mấy thằng xạ kỵ này. Để đấy. Nó hết đạn rồi. Ôi, bộ binh cận chiến mình chạy hết. Chắc chỉ còn elephant. We await your orders. We are at your command. Để đấy, tướng quân xuất trận. Mấy con ngựa dám bắt nạt bộ binh anh. À, mày dám bắt lạt bộ binh anh nữa không? Úi xù ơi, voi hất cho tung người ra, úi xù. Úi xù ơi. Rồi, trận này voi làm việc hơi ác đấy. Sợ chưa? Quân nó có tiếp viện nữa. Nó chơi nguyên kỵ binh, có nghĩa là quân của nó... Mà nó còn hơn mình như này này, quân của nó đông rất đông, hơn nhiều mình rất nhiều. Không mất bất kỳ đơn vị quân nào cả và chúng ta đã giành được chiến thắng. Nhưng mà rút ra thôi để cho quân vàng kia nó chiếm. At your command. Ready for orders. Đứng ra đây. Cho thanh niên này vào. Nó quay là chết đấy. Thời tiết đẹp nhỉ? Bắt đầu chuyển sang mùa hè sao này? Đúng rồi. Không cái đâu cô. Không làm gì được anh đâu. Ây chà chà. Xong tiếp này. Chơi bắn đá. Lăng cái xe bắn đá này nào. Sắp có cung thủ xịn để tuyển rồi. Chà. Đánh nhau bọn này. Mệt ghê. Nhưng mà mình đâu có để mất đơn vị quân nào đâu. Nhưng mà cũng tơi tả.
Muốn chống bọn này chúng ta phải có các tháp bác để chặn kỵ binh của nó này, và chúng ta phải có kỵ binh ném lao, đó là mấy thằng Tazantin, nhưng mà nó phải đông hơn một chút. Nói chung là phải kết hợp vài đơn vị quân mới ăn được, chứ còn nếu mà đánh solo thì chúng ta không ăn được cái bọn này đâu. Bây giờ chưa nâng cấp được. Nhánh bên dưới à? Nhánh bên dưới mới nâng cấp được. Mà cái đấy không quan trọng lắm, cái đấy thì chúng ta cứ nâng cấp sau, up sau cũng được. Mình xem là tình hình nào. Vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn. Tăng skill. At your command. Nó còn cái thành cuối cùng kìa. Thuyết phục nó ta trở thành chư hầu của mình xem có được không nhỉ? Bắt nó làm chư hầu rồi. À, hình như con giày quyết định sát nhập. À, bọn này khôn phái trưởng. Nó sát nhập với thằng này. Welcome. Speak. Come up. Sát nhập à? We hunger for battle. Nói cho thanh niên này về đây á. Ready for orders. Có thể mình sẽ không đánh tay đôi nữa, đánh tay đôi nguy hiểm lắm. Đánh tay đôi nguy hiểm lắm. Hai lượt nữa. Một lượt nữa. Lượt này tuyển bộ binh. Mình có một quân đoàn có thể khôi phục đúng không? Sao phe Greek này lại không có thích có thằng nào nhỉ? Nhiều tướng cái này hơn gì nữa? 30 điểm. Cho tướng phe mình phát. Đây, cái này chỉ số rất là ngon. Mua kỵ binh đã. Mình xem quân đoàn nó mạnh cái gì, chưa cộng cái gì cả. Có thể mình sẽ dùng các quân đoàn gần như toàn bộ là rất nhiều kỵ binh. Đây là lạc đà bắn tên này. Mấy con lạc đà này thì cũng không gớm lắm. À sắc. Còn Katapak đây thì chắc là ăn được. Con voi này làm gì? Con này chứ. Nhiều voi quá nhỉ. 5 con.
tạm thế đã. Nhưng mà không nhiều voi thì hơi khó đấy. Tính xem nào. Thế nào vừa 4, 5 7 lượng voi. Lương thực rồi, nguy hiểm quá, không còn cái công trình nào tăng lương thực à? Toàn cái công trình trừ, vẫn chưa bị và về mức âm đâu, nhưng mà vẫn là nguy hiểm, trừ nhiều quá. Trừ hết lương thực này thì sống sao được. Ready for battle. Qua lượt đã. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, bắt lấy chi tiền. Thằng này thật là biết hổ báo. Welcome, worthy friend. Let us. Your words carry. I will listen carefully to your. Kệ nó chứ nhờ, chiếm hết khu vực Trung Đông này cho anh. Anh em, lên! Quân nó đông lắm. Quân nó đông lắm. Quân nó đông lắm. Quân nó đông thế này thì làm thế nào mà ăn được. Xuống đây mua quân đi cô. Cho những đơn vị này phát triển trước. Chắc nhiều anh em hỏi là quân đoàn phun kỵ thế này thì đánh công thành kiểu gì đúng không? Nhưng là vẫn đánh được. Ready for orders. Vẫn tiếp tục đánh được. Ready for orders. Không có gì là không được cả. Chính ra mà solo kit này nó có rất nhiều chiến thuật để cho mình có thể chơi nhá. Có thể chơi theo kiểu kỵ binh, chơi theo kiểu bộ binh. Nói chung là nó quá nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Ready for battle. We hunger for battle. Advance.
At your command. On the move. Is that all? Đang hết lương thực ở Mỹ. Chết dở chứ. Chết dở. Call this a garrison. Commander. Đây à. Chờ xíu. Chờ một xíu. Năm lượt nữa mua xe bắn đá kìa. Thanh niên này đeo bộ binh rồi này. Thanh niên này xuống đây mua quân. À không biết nền kinh tế của mình có đủ để nuôi không nhỉ? Chưa kiểm tra đấy. Nhánh bên này trước. Nhánh bên này tuyển quân trước á. Ai. 12 quân đoàn. Có thể tuyển tuyết 2 quân đoàn nữa nhưng mà chắc là chưa có đủ tiền để mà nhiều thế. Toàn đám xạ kỵ. Ready for battle. Toàn đám xạ kỵ thế này. We hunger for battle. Bốn lượt. Được cái là sẵn bị mà ở trong thành thì nó ngu đòn rồi. Vây cho nó chết luôn. Qua lượt á. Xạ kỵ ở trong thành thì chúng ta cứ leo lên tường thành, chúng ta đứng bắn xuống thôi. Là nó chết. Có thêm một tướng mới hay là chúng ta cộng 6 trung thành đi. Tướng thì mình có thể tuyển dễ dàng nhưng trung thành thì nó khó lắm. Tăng điểm ngoại giao. Cái khu vực này bây giờ là bất ổn. Không biết thích kiểu gì nhá. Good and noble friend. You speak as well as a bard, but I'm... Khu vực đó bây giờ mới là bất ổn. Look to the defenses. Oh, quân ạ. Hai lượt nữa. Thằng này về đây. Ready for orders. On the move. All is a garrison. Ready for battle. 13, thiếu mỗi xe bắn đá. Chariot. Chariot. Thiếu mỗi xe bắn đá 4 lượt nữa. Trời ơi là trời. Cái bọn này này, Noob Hot Archer này. Không biết nó là quái vật hay là cái gì. Nó bắn dã man luôn. Bắn đau kinh khủng. À, mình có thể tuyển dọa lính đánh thuê. Mà cũng không ăn thua. Nói trước thì mình cũng không thích dùng lính đánh thuê cho lắm.
Our struggle will end badly and with little honor for anyone. My một giải pháp hòa bình là anh chưa muốn. At your command. Ngô quân đã. You have further orders. Quân đoàn này mạnh không? À, cấp 2. Sign up lads for a good and glorious life. Ai ai, ba lượt nữa mới có xe bắn đá. Khổ thế thế cơ. Ba lượt nữa. Một lượt nữa là mua được cung à? Còn đơn vị nào ở đây không nhỉ? Hết rồi. Tạm thế thôi, chỗ này có 4 quân đoàn là đủ rồi. Thứ hai. Có quân xịn rồi mà anh em cứ bình tĩnh đi. 7, 3, 2, 5, 5. Phải này cao tê. Ready for orders. Đây là trung thành của các vùng đất nó lại thay đổi rồi. Lại cái vùng này bây giờ ảnh hưởng của thằng chuyển nó sang hai vùng này. Rồi. Pleasure in the job puts perfection in the work. There is a time when warriors must sheath his. Hòa bình. Mình nhà mình muốn bắt hòa bình, nhà muốn bắt đệ tử thì mình lại muốn bắt cái thằng Rick đã đánh thiếu yếu nó lại còn. À, đã sinh thêm con. Đã sinh thêm đứa con nữa. Ready for orders. Đây đây ăn ký kinh nghiệm đã. Giải quyết nhanh cái khu vực này. 9 là cái tỉnh này của nó. Tỉnh trên kia thì không biết có bao nhiêu. Ủa, quân đoàn cấp 5. Quân đoàn cấp 5. Thanh niên nào quân đoàn cấp 5? Hay quá. Chúng ta có 2 quân đoàn cấp 5 rồi. Tỉnh này nó không được hỗ trợ gì. Hết cả lương thực. Ready for orders. Ready for battle. We hunger for battle. We hunger for battle. Đâu xem nào. Đúng rồi, 44 đam. 65% tầm bắn, kinh không? Kinh nhỉ? Cộng 44 is a great and glorious thing to serve your people. 2 lượt nữa sẽ có xe bắn đá. Và 2 thanh niên này có quân à? 2 thanh niên này lượt sau là có quân thôi.
Let them cower like cannel dogs! Ready for orders. Ready for... Make haste, men. Your next command? Nó kiểm soát được toàn bộ cái vùng này à? Cái vùng này trông nó rộng thôi nhưng mà thực tế là nó rất nhỏ, chỉ có 3 cái thành. Mình chiếm được ra đến đây. Trên này mình đang có một cái lãnh thổ rất lớn nhưng mà mình lại chưa xây dựng được nhiều. Xe bắn đá hết cả tiền nuôi quân cũng đùa đâu, quân đắt quá. Quân đắt thế này thì chơi làm sao được. Vùng này không được cộng gì cả. Thế thì không cần. Nâng cấp nhánh này. Trời ơi. At your command. Advance. Ready for battle. March. Ready for order. On the move. Our path is blocked. We cannot pass here. Ủa. Nó đánh chiếm ra tận đây rồi cơ à? Con này gớm phết nhỉ. Be welcome. You have commander. Xe bắn đá chở một lượt nữa rồi. Ready for battle. At your command. Ready for battle. Get to it, men. Fight with us. Sí. Ready for orders. Căng tình nốt nhạc. Tiền thì hết. E là mình còn không có tiền để mà nuôi quân đấy. Còn phải tinh giảm lực lượng bây giờ đây. Trời. Lãnh thổ rộng quá mà chưa xây dựng được nên là bị tham nhũng. Commander. Đây rồi. Soldiering. It's a good commander. Life. It is a great and glorious người thing to serve your people. Hero. I on the move. My wits making my way. I am the champion of the gods. At your command. We take this settlement. Nghèo quá, nghèo quá. Thì tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Hết tiền rồi đấy. Tất nhiên là mình vẫn còn cái nguồn kinh tế dự trữ nhưng mà xem chừng dự trữ cũng không sống lâu được.
thứ chính là lương thực. Vậy là mình có 4 quân đoàn đã. Trước mắt có 4 quân đoàn, có thể mình sẽ tuyển tiếp bây giờ. 4 quân đoàn. Rồi voi đắt thế này, 246. Ôi giời, đắt thế này thằng nào mà tốn kém thế. Thôi đành biết vậy, đắt nhưng mà nó sắt ra miếng. Ôi, quả này còn tốn nữa này. My skills know few bounds. Có chuyện gì đấy? Ổn mà. Chiến tranh ở góc vẽ ổn mà. Con trai con gái. À, em này lấy chồng được. Cho lấy chồng tăng thêm cái điểm của phe mình lên. Thanh niên này lấy vợ được. Điểm của phe mình rất là thấp. Tốt rồi, trên 30% rồi. Mua mấy cái xe bắn đá nhỉ. What the? Chúng ta đang bị hết lương thực. Hết lương thực mới đau nhé. Hellenic. Xây công trình này lên nó không tăng văn hóa. Ready for battle. Quân đi đâu hết rồi nhỉ? Laying siege to the settlement. Commander, advance. Command at once. Giờ hết lương thực đâu. Mất lương thực. Our advance has been halted. Stop. Cộng vào đam cho tất cả các Hellenic. Ready for battle. We hunger for battle. Có nhiều lương thực á. Ây da. Ready for battle. Soldiering. Wow. It's a good life. Thảm họa kinh tế rồi. Commander. At your command. I am greater than mighty Achilles. No. Stop that slapping. We hunger for battle. Are you ready to serve? Ready for orders. We hunger for battle. Our advance
thảm họa kinh tế. Chuẩn bị phải lưng vào ruộng rồi. Lưng vào ruộng lên lương thực cũng chết rồi. Ready for orders. Trước khi đó, chúng ta sẽ cho bọn này nó biết sức mạnh của... Ôi trời. We do not beg for gold. Only ask that we can have trade between. Sao mày lại còn có muốn một cái đảo ngoài khơi thế hả cu? Nãy mày chiếm một nửa phía bắc cơ mà. Only the greatest dare speak of peace. Lúc nãy mày chiếm một nửa phương bắc cơ mà. Sao bây giờ mày chỉ còn một cái đảo con thế? Nghèo quá nhờ, chết thật. Ông em đệ mình không định chiếm lại à? Ô, mấy ông đệ mình chạy hơi bị lông nhông ấy. Ô. We hunger for battle. Advance. Nhưng mà mình xem lại tình hình ngoại giao phía bắc này nè. Thằng này mới được thành lập. Ô, thằng này bây giờ nó thành bá chủ thế giới rồi. Thằng này bây giờ bị đẩy ra đảo rồi. In my lord's name, be welcome. Thanh niên này hổ báo nhỉ. Nam phát nó chiếm hết. Ái chà. Đó, mình đoán ngay mà hai thằng này chiến tranh với nhau rồi. La Mã và Syracuse đánh nhau rồi. Kệ chúng nó. Cứ kiểm soát cái vùng này đã. Hết tiền để mua quân rồi. Nghèo vãi trưởng luôn. Nhờ vãi trưởng luôn. Ready for orders. Advance. Journey completed. My sword is yours. Get that shield up. 44 này là chưa có boost của công nghệ. Mình chưa hoàn toàn nâng, mình chưa nâng cấp một tí nào vào công nghệ ở cái nhánh hỗ trợ. Nhánh này. À được rồi, có bút rồi. Có bút rồi, có bút rồi. Chỉ số nó cũng trên trời lắm. Bắn vãi trưởng luôn đấy. Bắn 44 cũng được à. Bác 7. Ready for battle. Set up the watch. Ready for orders. Make haste, men. We hunger for battle. Ai ai. Giúp ai ông chi hầu ông giải quyết cái chiến trường phía trên này, không chiếm thêm đất nữa. Đánh ở đây thôi. Our struggle will end badly and with little. Mày. Xin hòa bình. Là chế gravitat của mình. Vớ vẩn thật. At your command. Đây rồi. Waiting for orders. We hunger for battle. Come fight with us.
Một lượt nữa. Một lượt nữa là nâng cấp được. Hết lương thực mới là vấn đề quan trọng nhất. Sắp kiểm soát xong Trung Đông rồi đấy. Nhiều anh em bảo là sao anh đánh thần tốc quá, ơ nhưng phải đánh nhanh thôi chứ. Về già thì đến bao giờ anh em chờ lâu quá lại khó chịu. Hay quá rồi, thằng đệ này chiếm được cái tỉnh này à. Úi dồi ôi, leo lên tận đây. Làm gì trên này cu? What do you wish of me? Ready for orders. The gods have brought me to you. All hail, that's our your mighty command. Warriors. Quân đoàn này. Rồi, mình chuẩn bị mua bổ sung. That's your command. I want out. Hai quân đoàn ra đây đã. Bảo vệ biên giới bên này. Phía thằng Rome và thằng này. Khả năng thằng này không ăn được Rome đâu. Rome nó chiếm được đến đây rồi mà. Đối anh em biết, anh em thử đoán xem mình đang chuẩn bị đánh vào khu vực nào. Anh em thử đoán xem mình chuẩn bị đánh vào khu vực nào. Chính trị gia dẹo hết chán đời. Bạn một chính trị gia dẹo. Phe nào yếu nhất à? Các phe đều ngang ngang nhau cả. Bây giờ cho thằng Ai Cập một tướng. Quân đoàn cấp 3. Rồi. Let them cower like kennel dogs. We cannot pass here. Rồi. Giải quyết xong cái vùng này. Ôi ông đệ mình chiếm hết khu trên này rồi cả. Nhanh vãi xoài. Đệ của mình có vẻ nhanh hơn mình tưởng đấy. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Và các bạn thử đoán xem với cái đội hình mà toàn kỵ binh như thế này thì mình sẽ đánh như thế nào. Đoán đi. À, các bạn hãy comment bên dưới để rất cảm ơn nếu các bạn đã có thể đưa được ra cái phương án tấn công của mình khi mình sử dụng toàn kỵ binh như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video lần sau.